What's up everyone, it's me Tracy and this is Billboard Việt Nam. Xin chào mọi người, mình là VJ Tracy đến từ Billboard Việt Nam. Hiện tại thì Tracy đang có mặt tại phố đi bộ Nguyễn Huệ. Và tại nơi đây thì vài tiếng nữa thôi chúng ta sẽ diễn ra một sự kiện âm nhạc được mọi người mong chờ nhất trong những ngày cuối năm này. Đó chính là đại tiệc ánh sáng New Year's Countdown Slate 2019. Maybe the streets are light, maybe the trees are gone, but I feel my heart stop beating to my favorite song. Tracy đang ở trung tâm của phố đi bộ. Đây là nơi mà hàng năm đều diễn ra những cái sự kiện countdown rất là lớn. Và năm nay chính là Light 2019 của chúng ta. Vậy thì bây giờ chúng ta hãy xem mọi người đang cảm nhận về không khí của cuối năm này như thế nào nha. Xin chào. Xin chào. Xin chào. Billboard Việt Nam. Xin chào Billboard Việt Nam. 3, 2, 1. Xin chào Billboard Việt Nam. Xin chào Billboard Việt Nam. Hi, how are you doing? Hey, we're fine. Can you tell me, like, how do you feel on the New Year's Eve, like, the last day of the year, today? I'm so excited. Yeah, we were excited. We're from Germany, so we had we're looking forward for the party today. Thank you so much. Happy New Year. Hoành tráng. Hoành tráng, hả? Yeah, I think it's gonna be exciting. Tất nhiên là mình đang rất là mong chờ một sự kiện âm nhạc hay là một cái gì đó rất là bùng nổ trong đêm nay thì mình đang thấy là Live 2019. Nếu mà hôm nay mình được chọn thì mình muốn ca sĩ nào sẽ xuất hiện? Subin Hoàng Sơn. Subin Hoàng Sơn. Hai em Su. Mình mong chờ nhất đến là Bích Ngọc, Trọng Hiếu, Subin Hoàng Sơn là ba người mình mong chờ nhất. Mình thích cái bài vừa rồi mới ra của Đen Vâu là Anh Đích Cần Nhiều Nhiều Ngoài Em. Nếu mà tối nay đang diễn thì bạn mong chờ được nghe cái khúc nào? Tại vì hôm nay mình đi với bạn gái nên là mình rất mong muốn Đen hát bài Loving You. Loving You. Vậy là Đen hát Loving You sẽ hát với ai ta? Kimmy. Kimmy. Tối nay cũng có Kimmy luôn. Chúc bạn và bạn gái sẽ có một đêm thật là vui nha. Happy New Year. Happy New Year. Yeah. Mọi người ơi, không khí tại phố đi bộ lúc này đang nóng lên từng giây từng phút. Mọi người đã sẵn sàng để cùng nhau đếm ngược tới năm 2019 chưa nào? Vậy thì còn chần chờ gì nữa mà không mau mau đến ngay tại đây để cùng Tracy cũng như các nghệ sĩ chúng ta sẽ cùng nhau tận hưởng những giây phút cuối cùng của năm 2018 tại đại tiệc ánh sáng lễ hội New Year's Countdown Slate 2019.